Đã bao giờ bạn kiếm được 1 tỷ chưa? Có rồi ạ. Cái việc đầu tiên khi mà tiêu 1 tỷ đấy là gì? Em sẽ đi ăn. Bạn ơi, mình phỏng vấn bạn một tí được không? Vâng, được ạ. Đã bao giờ bạn kiếm được 1 tỷ chưa? Có rồi ạ. Có rồi. Vâng, trong mơ ạ. Bạn đang làm công việc gì? Em ạ, em đang thất nghiệp nhưng mà em mới tìm được một công việc. Tháng bình thường bây giờ của bạn là bao nhiêu? Em là 5 triệu. Có bao giờ bạn nghĩ đến việc mình sẽ kiếm được 1 tỷ? Có. Đương nhiên không phải trong mơ. Có chứ anh. Trong khoảng thời gian bao lâu? Trong khoảng thời gian là có thể từ giờ đến cuối đời. Có bao giờ bạn đặt cái mục tiêu nó sớm hơn trước cái cuối đời không, là sẽ mình sẽ đạt được 1 tỷ? Có chứ. Có. Em có rất nhiều kế hoạch. Em có nên tiết lộ không? Có. Nếu bạn tiết lộ càng tốt. Ví dụ như là đang ngồi chờ đây mà người tìm đến em ấy, không phải anh, là một anh nào đó giàu, thì chắc là điều đó sẽ đến sớm hơn. Anh cũng giàu rồi. Anh có 1 tỷ ạ? À? Không, anh giàu tình cảm. Cho mình hỏi cái mức thu nhập mà bạn thấy là thỏa mãn cái cuộc sống bình thường của mình hàng ngày bây giờ thì nó sẽ khoảng là bao nhiêu? Khoảng 1 tỷ ạ. 1 tỷ một tháng? Thật? Ước mơ. À, ước mơ. Không, mình nói là thực tế bây giờ ấy. Thực tế ạ? Ờ. 1 tháng ạ? Ờ. Thế thì nhỏ hơn 1 tỷ ạ. Cụ thể? Cụ thể là 5 triệu. Vậy là bạn hài lòng với công việc vâng, hiện tại? Em rất hài lòng. Ok, vậy thì nếu mà 5 triệu một tháng thì bạn có biết là sẽ cần bao nhiêu tháng để bạn đạt được 1 tỷ không? Nó khoảng 200 tháng. À vâng, vâng. 200 tháng là tương ứng với lại khoảng 20 năm. À vâng, tôi coi như thế vâng, đúng không? Mình có hay xem những cái nội dung trên mạng, có vẻ bây giờ giới trẻ đấy là lương em 5 triệu nhưng mà lương anh 1 tỷ thì chúng ta hạnh phúc với nhau trọn đời đúng không? Có hạnh phúc ạ. Ừ. Sẽ hạnh phúc đến nhau đến khi nào mà đến gần hết 1 tỷ. Bây giờ là bạn có 1 tỷ thì bạn sẽ làm gì đầu tiên? Em sẽ bỏ việc ạ. Nhưng 1 tỷ đấy bạn có nhờ việc, có việc làm. À, thế thì em sẽ xin phép là nghỉ ở nhà một ngày để em tiêu hết 1 tỷ. Xong em lại đi làm, được không ạ? Không, thật. Không, cũng hay mà. Được mà. Giờ, bạn nghĩ việc đầu tiên khi mà tiêu 1 tỷ đấy là gì? Du lịch hay là mua sắm? Hay là làm gì đó? Em sẽ đi ăn. Ăn? Ăn cái gì mà hết được 1 tỷ? Ăn gì hết được 1 tỷ à? Ừ. Thì chắc là phải đến lúc em có 1 tỷ em mới biết được cái đồ ăn của những người 1 tỷ nó như thế nào. Chứ hiện tại em 5 triệu thì được. Em mới chỉ được ăn một bánh mì bên kia xong đêm đau bụng quá. Ok, cảm ơn bạn. Có phải bạn đang chờ xe buýt hay là bạn chỉ là đau bụng thôi? À không, em cũng vừa chờ xe buýt mà cũng hơi đau bụng, mà mãi từ đến giờ không thấy xe buýt đến. Rồi, ok, chúc bạn sẽ sớm đạt được cái ước mơ của mình. Vâng, nha, cảm ơn bạn. Chúc bạn có bữa ăn 1 tỷ.